Cực căng, bà Nhân khóa vội bình luận vì bị phản đem. Bác sĩ Thịnh tiếp tục tiết lộ sự thật gây sốc. Vụ ồn ào thụ tinh nhân tạo của vợ chồng Đức Nhân, còn được gọi là bà Nhân Vlog, chủ kênh Vợ chồng nhà Nhân, vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ở các diễn đàn trên mạng xã hội, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận bàn tán xôn xao. Trong đó, phần lớn ý kiến đều đồng tình với bác sĩ T và cho rằng nữ YouTuber không đúng. Nhiều người còn có hành động không đúng đắn, tìm đến trang cá nhân của Đức Nhân và để lại lời lẽ công kích. Với phản ứng dữ dội này, Đức Nhân đã hạn chế bình luận trên fanpage 1,8 triệu người theo dõi và khóa bình luận ở TikTok 5,1 triệu người theo dõi. Trong diễn biến khác, bác sĩ Thịnh cũng cập nhật thêm các chi tiết mới của sự việc trên trang cá nhân. Bác sĩ này cho biết mình đã hết lòng muốn giúp vì ca của vợ chồng Đức Nhân khá khó, nhưng không ngờ cô lại làm như vậy. Trong quá trình làm việc, bác sĩ đã miễn phí tiền khám và siêu âm, ưu tiên nữ YouTuber làm nhanh gọn, hỗ trợ tối đa. Em không có người trích thuốc gọi anh kêu nhân viên trích cho em, mà nhân viên anh không chịu, nên anh phải đích thân chở nhân viên tới nhà em trích thuốc cho em. Em tới khám không có xe về, anh cũng đích thân chở em về nhà giùm em. Ngoài ra, bác sĩ còn đăng ảnh giấy tờ ở lần tiêm kích trứng và hút trứng đầu tiên của Đức Nhân. Theo đó, quãng thời gian giữa hai hoạt động này là từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 1, tức là 36 tiếng, chứ không phải 12 tiếng như nữ YouTuber khẳng định trước đó. Trước đó, nữ YouTuber tố bác sĩ T làm việc không có tâm, thiếu chỉn chu. Bác sĩ đáp lại rằng Đức Nhân khá ngang, không hiểu biết, diễn sâu và muốn làm miễn phí. Thấy vậy, Đức Nhân tiếp tục làm clip trả lời từng nhận xét của bác sĩ, nhưng cả hai clip của cô đều đã không còn trên các nền tảng.